Hi everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là các em đã hoàn thành xong toàn bộ kiến thức của 3 unit, unit 7, unit 8 and unit 9, bài số 7, bài số 8 và bài số 9. Hôm nay chúng ta sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức đã học ở trong cả 3 bài này thông qua phần review 3. Và để bắt đầu với phần bài tập trong review 3 thì bây giờ cô sẽ ôn sơ qua một số kiến thức lý thuyết mà các em đã được học ở trong 3 bài nhé. Đầu tiên về vocabulary, về từ vựng thì các em đã được học ở trong bài số 7, đó là từ vựng liên quan đến các món ăn khác nhau, different dishes. Bên cạnh đó các em cũng đã được học cách chuẩn bị, cách để chuẩn bị và nấu các món ăn. Đối với bài số 8 các em đã được học các từ vựng liên quan đến tourism, có nghĩa là ngành du lịch hoặc là sự đi du lịch. Và các em cũng đã được học về các danh từ ghép, compound nouns. Ở bài số 9 thì các em đã được học từ vựng liên quan đến ngôn ngữ, languages, và language use and learning, cách sử dụng ngôn ngữ và học ngôn ngữ. Đối với phần pronunciation, phần kỹ năng phát âm thì các em ở bài số 7 các em đã được học về ngữ điệu đối với câu trần thuật sử dụng như là câu hỏi. Bài số 8 học về ngữ điệu trong câu hỏi về thông tin. Và ở bài số 9 thì các em đã được học ngữ điệu trong câu hỏi liên quan đến thông tin mới hoặc là thông tin đã biết. Đối với phần grammar ở mỗi bài cũng sẽ tương ứng, đó là bài số 7 các em đã được học về quantifiers, các từ định lượng. Và ở bài số 7 các em cũng đã được học modal verbs in conditional sentences type 1, các động từ khiếm khuyết ở trong câu điều kiện loại 1. Trong bài số 8 thì các em được học về article, về mạo từ. Và ở bài số 8 các em đã được học cách sử dụng, các cách sử dụng khác của mạo từ. Ở bài số 9 thì chúng ta đã được ôn tập về câu điều kiện loại 2, conditional sentences type 2. Và ở bài số 9 các em cũng đã được học các mệnh đề quan hệ relative clauses. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập lại toàn bộ những kiến thức đã học thông qua phần review 3 ở hoạt động đầu tiên, activity 1 trong phần mềm ICBook nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, activity 1 trong phần review 3 để ôn tập về kiến thức mà các em đã học ở trong cả 3 bài. Pronunciation 1A. Mark the questions with falling, rising, or falling rising arrows. Then listen, check, and repeat. Ở hoạt động 1A này các em sẽ đánh dấu những câu hỏi với mũi tên đi xuống hoặc là mũi tên đi lên hoặc là mũi tên cùng lên cùng xuống. Và sau đó các em sẽ nghe, kiểm tra và lặp lại những câu này. Ở hoạt động này các em sẽ đánh dấu mũi tên bằng cách kéo mũi tên vào vị trí ở bên dưới. Và sau đó các em sẽ nghe lại bằng cách nhấn vào nút play ở phía ngoài cùng của mỗi câu. Tiếp đến, sau khi đã hoàn thành xong hoạt động 1A, các em sẽ thực hiện hoạt động 1B. B. Mark the sentences with falling or rising arrows, then listen, check and repeat. Với hoạt động 1B, các em sẽ đánh dấu những câu hỏi, những câu nói với mũi tên đi xuống hoặc là mũi tên đi lên. Sau đó các em sẽ nghe, kiểm tra và lặp lại những câu nói này. Sau khi đã hoàn thành xong hoạt động 1A và 1B, các em sẽ tiếp tục với hoạt động số 2, activity 2. 2. Fill each blank with a word or phrase from the box. Ở hoạt động số 2, các em sẽ điền vào mỗi chỗ trống với một từ hoặc cụm từ được cho ở trong khung. Ví dụ như câu đầu tiên ta có remember to slice beef in a little oil for half an hour before stir frying. The beef will be that way. Hãy nhớ là sẽ như thế nào đó với thịt bò cắt lát với một ít dầu khoảng nửa tiếng trước khi xào. Vậy thì đối với vị trí này các em sẽ điền vào động từ ở đây là động từ marinate, ướp thịt bò, và the beef will be that way. Cái thịt bò này nó sẽ ngấm dầu theo cách như vậy, sẽ mềm theo cách như vậy. Và tương tự như vậy các em sẽ hoàn thành những chỗ trống còn lại bằng các từ được cho ở phía bên trên sao cho phù hợp với nội dung của mỗi câu. Sau khi hoàn thành xong các em sẽ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, activity 3. 3. Fill each blank with the correct form of word given. Ở hoạt động số 3, các em sẽ hoàn thành mỗi chỗ trống với dạng đúng của từ được cho. Ví dụ câu đầu tiên ta có My brother trained to be a teacher, but then he decided to become a tour. Anh trai của tôi được đào tạo để trở thành giáo viên, nhưng mà sau đó thì anh ấy lại quyết định trở thành hướng dẫn viên. Ở đây ta có hướng dẫn viên du lịch sẽ là tour guide.
ta sẽ biến từ guidance trở thành guide. Và ta có từ tour guide là hướng dẫn viên du lịch. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ điền các từ đã cho với dạng đúng của chúng vào các vị trí trống của mỗi câu. Sau khi đã hoàn thành xong hoạt động số 3, các em sẽ tiếp tục với hoạt động số 4, activity 4. 4. There is one mistake in the underlined words in these sentences. Find and correct it. Ở hoạt động 4A, hoạt động 4A, các em sẽ xem thử có một cái lỗi sai trong những từ được gạch chân ở mỗi câu. Các em sẽ tìm và sửa chúng. Và ở câu đầu tiên, ví dụ như câu đầu tiên, ta có We had an excursion to the Lake Hudson, a man-made reservoir in Oklahoma last Sunday. Chúng tôi đã có một cuộc dạo chơi đến hồ Hudson, một hồ nhân tạo ở Oklahoma vào chủ nhật tuần trước. Và ở vị trí này các em sẽ thấy từ bị sai, đó là the Lake Hudson. Nó sẽ là Lake Hudson và không có mạo từ the ở đằng trước. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử ở mỗi câu còn lại, chúng ta sẽ tìm xem lỗi sai của A, B, C hoặc là D, lỗi sai ở mỗi chữ gạch chân. Xem thử liệu rằng bốn từ gạch chân, từ nào là từ bị sai. Và sau đó các em sẽ sửa lại chúng ở hoạt động 4B. 4. There is one mistake in the underlined words in these sentences. Find and correct it. Với hoạt động 4B này thì các em sẽ sửa lại những từ mà chúng ta vừa tìm ra lỗi sai ở hoạt động lúc nãy. Và sau khi đã hoàn thành xong những cái từ được sửa này thì các em sẽ tiếp tục với hoạt động số 5, activity 5. 5. What would you say in these situations? Use conditional structures and the words given to write suitable sentences. Ở hoạt động số 5 thì người ta hỏi em sẽ nói gì trong những tình huống sau đây? Các em sẽ sử dụng câu điều kiện và những từ được cho để viết câu thích hợp. Ví dụ như câu đầu tiên ta có Your friend wants to widen his English vocabulary. Người bạn của em muốn mở rộng vốn từ tiếng Anh. You think it's best to read short stories in English. Em nghĩ là cách tốt nhất sẽ là đọc những cái mẫu truyện ngắn trong tiếng Anh bằng tiếng Anh. Give him some advice. Em hãy đưa cho anh ấy một vài lời khuyên. Vậy thì đối với câu này, các em có thể viết đó là mẫu câu điều kiện ở hiện tại. If you want to widen your English vocabulary, you should read. Bạn nên đọc, you should read short stories in English. Bạn nên đọc những mẫu truyện ngắn bằng tiếng Anh. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành những câu còn lại. Và sau khi hoàn thành xong, các em có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho bài làm của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 6, Activity 6. 6. Combine each pair of sentences to make a complete sentence using a suitable relative pronoun. Ở hoạt động số 6 này thì các em sẽ kết hợp mỗi cặp câu thành một câu hoàn chỉnh và sử dụng đại từ quan hệ phù hợp đối với mỗi câu đó. Ví dụ như câu đầu tiên ta có Last holiday we stayed in a resort. Kỳ nghỉ vừa rồi chúng tôi đã ở một cái khu nghỉ dưỡng. Me recommended it to us. Me đã giới thiệu, đã đề xuất nó với chúng tôi. Vậy thì ở trong câu này các em sẽ viết lại, nối hai câu lại bằng mệnh đề quan hệ, đó là mệnh đề which hoặc là that. Last holiday, kỳ nghỉ vừa rồi, we stayed in a resort. Chúng tôi đã ở một cái resort, một cái khu nghỉ dưỡng. Which hoặc là that, which me recommended. Mà me đã, cái mà me đã đề xuất, đã giới thiệu với chúng tôi. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành các câu còn lại bằng cách nối hai câu lại với nhau bằng mệnh đề quan hệ hoặc là đại từ quan hệ. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 7, Activity 7. 7. Complete each short dialogue with a sentence in the box. Ở hoạt động số 7, các em sẽ hoàn thành mỗi đoạn đối thoại ngắn với một câu được cho ở trong khung. Ví dụ như ta có đoạn đối thoại đầu tiên, Hey, don't touch that. Này, đừng có chạm vào đó. You have to wait for our grandparents before starting to eat. Con phải chờ ông bà trước khi bắt đầu ăn. Vậy thì đối với câu này, bạn B, đứa con ở vai B sẽ trả lời là But I'm
Starving, nhưng mà con quá đói rồi. But I'm starving. Các bạn sẽ điền vào đây là 1C. Con quá đói rồi. I haven't eaten anything this morning. Con đã không ăn gì từ sáng nay. Tương tự như vậy, các em sẽ hoàn thành những chỗ trống còn lại bằng các từ phù hợp, và sau khi hoàn thành xong nhớ bấm nút Submit để kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng ôn tập về phần Skills, các kỹ năng. Skill Reading 1. Read Miss email to Nick and do the exercises that follow. A. Decide if the statements are true or false. Ở hoạt động đầu tiên, các em sẽ ôn tập về kỹ năng reading, kỹ năng đọc. Các em sẽ đọc bức email của bạn My gửi cho bạn Nick và thực hiện bài tập bên dưới. Sau khi đọc bức email, các em sẽ quyết định xem liệu rằng những cái nhận định bên dưới đã cho là đúng hay là sai. Và sau khi đã hoàn thành xong hoạt động 1A, các em sẽ tiếp tục với hoạt động 1B. B. Answer the question. Và với hoạt động 1B thì các em sẽ trả lời cho những câu hỏi được cho bên dưới như là How did the campers choose the dish to cook for the competition? Những cái người cắm trại, những cái bạn cắm trại, những bạn trại viên thì chọn món ăn để nấu trong cuộc thi như thế nào? Hay là Where does cheese come from? Cheese đến từ đâu? Các em sẽ dựa vào nội dung của bài đọc bên trên để trả lời những câu hỏi này. Và sau khi đã hoàn thành xong phần trả lời, các em sẽ tiếp tục với hoạt động số 2, Activity 2. 2. Work in groups and discuss the questions. Ở hoạt động số 2, các em sẽ ôn tập về kỹ năng speaking, kỹ năng nói. Các em sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận những câu hỏi như là Have you ever joined an English speaking camp? Em đã bao giờ tham gia vào một trại nói tiếng Anh hay chưa? If yes, share your experience with your friends. Nếu đã tham gia, hãy chia sẻ trải nghiệm của em với những người bạn của mình. If no, tell your friends about the class excursion you liked best. Nếu mà không thì các em sẽ nói về cái chuyến dã ngoại, chuyến du ngoại cùng với lớp của mình, cái chuyến dã ngoại nào mà em thích nhất. Tương tự như vậy, các em sẽ trả lời cho cả hai câu hỏi. Với phần này, các em có thể sử dụng Show Answers để tham khảo đáp án cho câu trả lời của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. Listening. 3. Listen to Hum giving a presentation on his tips for learning English well. Complete the listener's notes. Use no more than 3 words for each blank. Với hoạt động số 3 này thì các em sẽ nghe bạn Hùng thuyết trình về những cách để học giỏi tiếng Anh. Và sau đó các em sẽ hoàn thành ghi chú của người nghe. Các em sử dụng mỗi chỗ trống này. Này, bên dưới này thì các em sẽ không điền quá 3 từ vào mỗi chỗ trống. Và với phần bài này, các em sẽ bấm nút play ở đây để lắng nghe bài nghe về phần trình diễn của phần thuyết trình của bạn Hùng, và sau đó điền vào các vị trí trống. Sau khi đã hoàn thành xong hoạt động số 3, các em sẽ tiếp tục với hoạt động cuối cùng, hoạt động số 4, Activity 4. 4. Choose one of the topics and write a paragraph about it. Ở hoạt động số 4, các em sẽ ôn tập về kỹ năng viết, kỹ năng writing. Các em sẽ chọn một trong những chủ đề và viết về một đoạn văn về chúng. Ví dụ như chủ đề đầu tiên ta có What are your tips for learning English well? Những cái bí kíp để học tiếng Anh giỏi là gì? Hay What do you think you can learn from other countries' food? Em nghĩ là em có thể học được gì từ ẩm thực thực của những nước khác? Và với phần bài này, các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho câu trả lời của mình. Well done, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học ngày hôm nay rồi đấy. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay. Và cũng đừng quên chuẩn bị cho phần bài học tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you.